Thần tượng lớn của Hiền Thục, ca sĩ Hoàng Linh từng hát một bài mua 4 căn nhà, bị đồn đoán giới tính vì lẻ bóng ở tuổi U60. Có 4 câu em biết cho chồng. 4 câu đấy là 4 cái nhà. Khi có ra bằng nhầm CD của Hoàng Linh, thoải mái. Hát là chính bán CD, là để giới thiệu giọng hát của mình với khán giả. Trên trang cá nhân, Hiền Thục từng đăng tải loạt ảnh chụp khoảnh khắc hội ngộ của cô và nam ca sĩ Quang Linh. Qua hình ảnh mà nữ ca sĩ chia sẻ, dân tình không ngớt xích xoa trước vẻ ngoài quá sức phong độ trẻ trung của giọng ca chim sáo ngày xưa. Đáng chú ý, Hiền Thục còn khẳng định bản thân chính là một fan hâm mộ lâu năm của ca sĩ Quang Linh, chưa bao giờ ngưng thần tượng ảnh. Dòng trạng thái của nữ ca sĩ nhận được sự chú ý lớn từ phía người hâm mộ. Có lẽ không riêng gì Hiền Thục mà với đông đảo khán giả đam mê dòng nhạc dân ca của Việt Nam, Quang Linh chính là một tượng đài khó có thể thay thế. Nam ca sĩ sở hữu chất giọng Huế ngọt ngào, truyền cảm đặc trưng. Những ca khúc nổi tiếng với sự thể hiện của Quang Linh phải kể đến như Chim Sáo Ngày Xưa, Ai Ra Xứ Huế, Thương Quá Việt Nam, Bạn Tôi, Trần Quê, Tóc Em Đuôi Gà, Ca Dao Em Và Tôi. Sự nghiệp âm nhạc thành công đã giúp nam ca sĩ tích lũy được cho mình một khối tài sản khủng. Trước đây, ca sĩ Thu Phương từng tiết lộ rằng có thời điểm cách xê một bài hát của giọng ca Trần Quê có thể tạo được hẳn 4 căn nhà. Lý giải về điều này, Quang Linh cho biết bài tủ mang đi hát khắp nơi và được nhiều khán giả yêu thích. Tuy nhiên, dù hoạt động âm nhạc từ lâu nhưng Quang Linh vẫn chưa tổ chức live show riêng cho mình. Anh cho rằng phần lớn là do tính mình khó, nên khi tổ chức một live show sẽ gặp nhiều vướng mắc. Khi làm một show phải tính toán đủ điều và kỹ càng, từ các tiết mục, cách hát đến dàn dựng sân khấu. Giọng ca Chim Sáo Ngày Xưa vẫn thích vị trí khách mời trong các show của bạn bè như Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Anh Thơ hay Thu Phương. Và anh nghĩ rằng đây là nét đặc biệt của mình nên vẫn giữ cách riêng như vậy. Là ca sĩ độc nhất không làm live show. Chưa kể Quang Linh vốn không muốn được nhắc tới là ca sĩ của Scandal, nên anh chẳng muốn tạo ra một drama để nổi tiếng hơn. Nhiều khán giả vẫn chờ anh và ủng hộ anh. Nam ca sĩ chạy show đều từ trong nước lẫn nước ngoài, dù chẳng nổi đình nổi đám. Dù giàu có nhưng anh là người rất kính tiếng. Chính vì vậy, nhiều đồng nghiệp gọi anh là đại gia ngầm của Vbiz. Ở độ tuổi 56, nam ca sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc. Ngoài ra còn nhận lời mời làm giám khảo trong các chương trình truyền hình. Được biết, nam ca sĩ sống trong một cơ ngơi rộng rãi, khang trang và được trang bị đầy đủ tiện nghi. Anh có thói quen sống gọn gàng, ngăn nắp và luôn chăm chút tỉ mỉ từng ngóc ngách trong ngôi nhà của mình. Nam ca sĩ vô cùng khéo tay và thường xuyên vào bếp nấu những món ăn ngon cho mình. Các món ăn Quang Linh nấu khá đa dạng phong phú và được anh trang trí rất đẹp mắt. Giọng ca Ai Ra Xứ Huế còn cho biết những lúc rảnh rỗi anh sẽ nấu những món cầu kỳ phức tạp hơn. Dù giàu sang và có sự nghiệp vững chắc, thế nhưng Quang Linh vẫn cô đơn lẻ bóng. Là một người kín tiếng, nam ca sĩ chưa một lần công khai chuyện tình cảm cũng như hé lộ người yêu. Cũng chính vì thế, giọng ca 6X thường xuyên vướng nghi vấn yêu đương đồng giới. Dẫu vậy, Quang Linh vẫn chọn cách giữ im lặng tuyệt đối trước những tin đồn tiêu cực. Anh chia sẻ về dự định kết hôn, chuyện lấy vợ cũng không có gì khó cả. Quan trọng là ở mình như thế nào thôi. Bây giờ mà hỏi tôi bao giờ cưới vợ thì mới là khó, vì tôi đã có ai để cưới đâu. Có thể nói, cuộc sống ở độ tuổi U60 của Quang Linh tuy một mình nhưng vẫn rất hạnh phúc, và dù đã bước qua thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp, khán giả vẫn luôn dành cho anh nhiều tình cảm và sự ngưỡng mộ. Nếu bạn cần tìm kiếm dữ liệu phim và đọc review bình luận thì thư viện phim Đan Wiki chắc chắn là nơi dành cho bạn.